Trong dòng nhạc trữ tình Việt Nam, hình ảnh những nàng thơ, những bóng hồng luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thế hệ nhạc sĩ sáng tác những bản tình ca bất hủ. Nhưng cũng có những bóng hồng chỉ đi lướt qua cuộc đời người nghệ sĩ, chưa kịp để lại những điều sâu đậm, mà còn đó là những vấn vương mộc mạc như gió như sương. Và một lần thôi xin mắt em cay, xin hết đi hoang những chiều buồn say, và xin rằng mưa vẫn bay, tình yêu này dâng mắt ngóng son phấn, xin đừng ướt mi. Mời quý khán giả cùng nghe lại những giai điệu ngọt ngào và cùng chia sẻ những hồi ức của nữ danh ca Trang Mỹ Dung. Đón xem chân dung cuộc tình với chủ đề Nhớ Những Dáng Xưa được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 2.